đỗ xe trước cửa nhà mình thế này mà không nói một câu nào cả. Đấy con xem, bằng tuổi con người ta có ô tô rồi đấy. Còn con như lại con thôi 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 mẹ ơi, mẹ đừng có so sánh con với nó. Đấy là mẹ nói mà biết. Ôi ôi. Ê, ông đi xe kiểu gì đấy? Không có mắt à? Ông làm cái trò gì ông để cái biển ở đây? Sức hết xe tôi rồi đấy này. Ai cho ông để cái biển này? Đất nhà ông đâu mà ông để? À, đây là đất công cộng, đất nhà ông à? Chú mày cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Vâng, thế bây giờ đỗ xe trước cửa nhà con như thế này, đường ra vào bị hạn hẹp, chỗ gạch lát này cũng là nhà con bỏ tiền túi ra. Thế bây giờ bị lướt ra đấy thì ai là người chịu trách nhiệm? Mặc dù cậu ấy là cháu ruột của bác ấy, nhưng mà cái gì đúng sai nó phải rõ ràng chứ lẽ. Nhưng mà bác ơi, đây là đất công cộng, làm gì có quyền mà thắc mắc để cái miệng ở đây. Này, để bỏ cái miệng. Này, con. Con. Dạ. Mẹ giải đi cho em gì hả? Đấy là việc của con, mẹ đi vào trong nhà đi. Cứ kệ con. Sao vậy? Mẹ cứ đi vào trong nhà đi. Dám làm mà không dám chịu, đúng là loại chó cụp đuôi. Ông ăn nói kiểu gì trước cổng nhà tôi đấy? Ông bảo ai là chó? Mày tự nhận rồi nhá. Tao sẽ tố cáo mày vì cái tội phá hoại tài sản của người khác. Thoải mái. Alo bác Bảo ạ. Bác cho cháu hỏi nhờ chút. Cái hành vi mà giải đinh ở ngoài đường ấy thì bị như thế nào hả bác? Vi phạm pháp luật và có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự ạ. Vâng ạ. Cháu đã có chụp lại đây rồi ạ. Cứ chờ đấy. Chết rồi, con ơi. Cậu nói đúng đấy con ạ. Con giải đinh như thế này, người ta bắt con đi con ạ. Bà Diễm. Bà Diễm ơi. Mẹ. Thằng Trung nó đưa bác tổ trưởng dân phố ra đây thật mẹ ạ. Bây giờ con phải làm thế nào hả mẹ? Cứ kiểu này con lên phường rồi. Con cứ bình tĩnh, để mẹ ra mẹ mở cửa xem thế nào. Bác ạ, có chuyện gì không ạ? Chào bà. Hôm nay tôi đưa cháu nó sang đây để xin lỗi bà. Vâng ạ, mời bác với cháu vào trong nhà. Dạ. Mời bác với cháu uống nước ạ. Cảm ơn bà. Dạ, cháu xin phép hai bác. Long, bạn cho tôi xin lỗi. Thời gian vừa qua tôi đã hành xử thiếu suy nghĩ. Bác cho cháu xin lỗi bác. Vì nhờ khoảng trống trước cửa nhà bác để đỗ xe còn to tiếng nữa, từ nay trở đi cháu sẽ rút kinh nghiệm, cháu sẽ đỗ vào trong sân nhà cháu. Lỗi cũng là do con trai của bác, nó thất nghiệp lâu ngày, đâm ra nó bức bí, cư xử thiếu suy nghĩ. Trung này, tôi xin lỗi bạn, cũng là do tôi đố kỵ với công việc của bạn, thế nên là mới có cái chuyện giải đinh như thế. Với cả sau bạn không cần phải đỗ chỗ khác đâu, bạn đỗ ở đấy cũng được, chỉ cần là bạn lách ra một tí để cho tôi với mẹ tôi dễ dắt xe vào trong nhà thôi là được. Tôi bảo này, sang tháng ấy, khi nào hết đố kỵ, ông sang công ty tôi làm nhé. Thật á? Ừ. Tốt quá rồi con. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đấy, các cháu thấy chưa? Việc gì cũng vậy, biết chia sẻ, nhường nhìn lẫn nhau, thông cảm với nhau thì mọi việc đều giải quyết được. Nhất là hai cháu ấy, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Dạ, cháu cảm ơn bác.